cắt nửa trái xoài để dưới bếp chưa kịp ăn, cô gái xuống xem thấy cảnh cảm lạnh. Nửa đêm thèm ăn đồ ngọt, nhớ ra dưới bếp còn nửa trái xoài chín đang còn ăn dang dở, cô gái hí hửng chạy xuống đi tìm. Thế nhưng đến khi nhìn thấy trái xoài đang nằm lặng lẽ trên bàn, cô gái đã đứng hình khi phát hiện ra trái xoài không hề cô đơn, mà cạnh bên nó còn có thêm một người bạn, một con thằng lằn lực lưỡng đang cong người, đu mình một cách khổ sở trên trái xoài và đang thè lưỡi mứt bang một cách vô cùng vui vẻ. Ngay cả khi cô gái bước tới thật gần, con thằng lằn vẫn vô tâm vô lo vô nghĩ, chỉ thấy trước mặt mình đó là bữa ăn thịnh soạn và miệt mài thưởng thức, không cần biết tới xung quanh mình đang là phe địch hay là phe ta. Mặc dù đối với một số người vẻ bề ngoài cực kỳ quan trọng, thế nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc chú thằng lằn bé bỏng với đôi mắt to tròn đang thè lưỡi mà lem miếng xoài, mọi người cũng phải gật gù đánh giá bé thằng lằn quá sức là dễ thương. Một số bình luận khác được mọi người để lại: hời ơi, ăn xài đồ he, đã dữ he, ái nè nè, thấy cũng dễ thương quá nè, quăng tôi cái dép cái nào, sao không kiếm gì cho nó ngồi ăn cho nó đàng hoàng mà để nhỏ đu đu bám bám cực khổ thế kia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.